Nếu bạn đến Trung Đông để tìm dầu mỏ cho bạn, thì nên bỏ qua Israel vì ở đây toàn cát và sa mạc. Hãy đến đây vì con người, vì sự liêm chính và khát khao thay đổi thế giới theo một hướng tốt hơn. Thực sự chúng ta cần học hỏi rất nhiều từ Israel, một quốc gia có nhiều điểm tương đồng trong quá khứ, một dân tộc bị áp bức, tàn sát, đô hộ, chiến tranh xảy ra liên miên nhưng đã vươn lên thành một cường quốc thật sự về mọi mặt. Với tổng số khoảng 14,5 triệu người sống rải rác tại 73 nước trên khắp thế giới, trong đó riêng tại Israel là 6 triệu, ở Mỹ 5,6 triệu, người Do Thái chiếm tỷ lệ rất nhỏ là 0,2 tổng dân số thế giới. Tuy nhiên, trong số những người nhận được giải thưởng Nobel trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, kinh tế và y tế từ đầu thế kỷ 20 đến nay, các nhà khoa học gốc Do Thái đến từ các quốc gia khác nhau đạt được khoảng 30% tổng số giải thưởng trên. Về địa hình địa thế, Israel nằm ở vị trí hết sức khắc nghiệt, khác với hầu hết các quốc gia khác trên thế giới. Israel nằm ở ngã ba châu lục, châu Á, châu Phi, châu Âu, là mục tiêu chinh phạt trong suốt gần 3.000 năm qua của hàng chục đế chế châu Âu, Trung Đông, từ đế quốc La Mã, Assyria, Ottoman. Thường xuyên có xung đột do có thành phố Jerusalem, nơi mà ba tôn giáo lớn trên thế giới, Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo và Hồi Giáo, đều coi là nơi đạo của mình sinh ra và phát tích. Dân tộc Do Thái buộc phải sống lưu vong phân tán, lang thang suốt 2.000 năm qua trên khắp thế giới. Thiên nhiên của Israel hết sức khắc nghiệt, là quốc gia chỉ có diện tích trên 20.000 km2 bằng 1/6 diện tích của Việt Nam. Mà Israel có tới 60% là sa mạc, lượng mưa trong năm vào khoảng 50mm, tức bằng 1/30 của Việt Nam. Tài nguyên thiên nhiên chỉ có gỗ xây dựng, mỏ đồng, khí tự nhiên, đá phốt phát, magie bromur, kali, carbonat, đất sét, cát. Tuy nhiên, Israel lại được mệnh danh là thung lũng silicon của thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ nước. Chỉ có 1,7% dân số làm nông nghiệp, nhưng là một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Chúng ta hãy bắt đầu nói về nông nghiệp. Israel, một quốc gia điều kiện tự nhiên không hề ưu ái nông nghiệp, nhưng khi lập nước, họ coi nông nghiệp là gốc rễ của nền kinh tế. Ở một nước khô cằn như vậy, muốn có sức sáng tạo, trước hết thì phải có cái ăn đầy đủ, đảm bảo lương thực cho quốc gia. Năm 1995, một nông dân Israel nuôi được 15 người, thì năm 2014, một nông dân Israel nuôi được 100 người. Sử dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt tiết kiệm nước và quy trình chăm sóc hợp lý, áp dụng công nghệ khoa học tự chế tạo đã biến Israel trở thành ốc đảo, là vườn rau của châu Âu trong mùa đông với một nền nông nghiệp có năng suất và hiệu quả cao nhất thế giới. Nhà máy khử mặn Zorek mỗi ngày cung cấp hơn 6.000 mét khối nước sinh hoạt, đáp ứng 20% nước sinh hoạt cho cả nước Israel, kể cả sử dụng cho việc tưới tiêu được. Do nước là vàng trắng nên Israel là một trong rất ít nước có luật ghi rất chặt chẽ về sử dụng nước, phạt rất nặng các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước và sử dụng nước lãng phí. Họ tái sử dụng đến 70% nguồn nước. Và có phải sự thiếu thốn đã kích thích cho mọi sự sáng tạo và trân trọng tài nguyên hơn những nơi khác của người dân ở nơi đây? Israel không sinh ra ở vạch đích, nhưng có lẽ sự sáng tạo của một kẻ đứng ở điểm xuất phát đã làm cho Israel vượt qua nhiều nước khác đứng sẵn ở vạch đích. Đất nước chúng ta có thể nói là khá giàu tài nguyên thiên nhiên, nhiều điểm khác thuận lợi. Chúng ta thế hệ trẻ cần phải suy nghĩ và học tập, cố gắng sử dụng tối đa lợi thế này để phát triển. Với số dân làm nông nghiệp ít ỏi, chỉ gần 2,5% trên tổng số gần 8 triệu dân, Israel không chỉ tự túc an ninh lương thực, cung cấp đủ lương thực phẩm chất lượng cao cho mình, mà mỗi năm nông nghiệp đem về 3,5 tỷ USD từ xuất khẩu. Một ví dụ nhỏ là cô gái Do Thái, tức là bò Israel, cho ra sản lượng sữa tươi tới 12 tấn trên năm so với 9 tấn của cô gái Hà Lan. Ngoài ra, góp vào thành công một phần đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa bốn nhà gồm nhà nước, nhà khoa học, nhà buôn và nhà nông. Bốn mắt xích kết hợp chặt chẽ để không có tình trạng sản xuất dư thừa không ai mua lại đổ cho gia súc ăn. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Cách đây hơn 10 năm, phong trào giết trâu lấy móng diễn ra rầm rộ ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam. Vì lúc bấy giờ, giá của bốn cái móng đắt bằng giá cả một con trâu khi bán cho thương lái Trung Quốc. Một số người dân và bọn trâu tặc tìm cách chặt móng trâu đem bán. Chỉ một thời gian rất ngắn, số lượng trâu giảm mạnh, sức kéo của nông dân bị triệt phá nghiêm trọng. Khoảng năm 1997, thương lái Trung Quốc sang Việt Nam giáo diết thu mua mèo với giá cao. Người dân lùng sục khắp các thôn bản, ngõ ngách, nhà nào có mèo là mua về để bán sang Trung Quốc.
Thậm chí, nhiều người còn trộm mèo của nhà hàng xóm đem bán. Tình trạng bắt trộm mèo trong dân diễn ra khá phổ biến. Đời sống của bà con xóm làng xáo trộn. Nguy hại nhất là đại dịch chuột diễn ra vào những năm 1997 đến 1998. Một phần là do số lượng mèo đã cạn kiệt. Còn nhiều kiểu thu mua bán lạ đời của Trung Quốc, từ mua rễ cây hổ tiêu, mua dâu ngô non, nuôi đỉa, để rồi hậu quả xảy ra làm ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp của Việt Nam. Vậy với một đất nước chiến tranh liên miên, dân tộc bị áp bức, tàn sát dã man, tài nguyên thiên nhiên quá nghèo nàn, với một quốc gia khác, đó có thể là sự bắt đầu của một vòng luẩn quẩn nghèo nàn lạc hậu. Nhưng Israel lại khác biệt, họ đã tận dụng tất cả những gì có thể để tạo nên một quốc gia hùng mạnh. Và điều quan trọng nhất vẫn là ở yếu tố con người. Israel là một nước nhỏ, dân số ít và điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt và có ít tài nguyên thiên nhiên. Vậy để phát triển mạnh mẽ thì Israel không thể dựa vào vốn tự có của thiên nhiên ban tặng. Muốn vươn lên thì Israel không có cách nào khác hơn là phải dựa vào con người, trí thông minh và sự chăm chỉ, đầu tư cho nghiên cứu khoa học và tập trung vào các ngành mũi nhọn có khả năng sinh lời vô hạn.